Trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người, chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nhá. Như vậy là con máy số 1, số 2, số 3 trong đơn hàng 6 con máy N95 cho anh Định ở trong Ngọc Hồi Kon Tum mua về để chuyển sang bên Lào làm máy làm vàng đã xong, và bây giờ đến sang con siêu phẩm số 4 nhá anh nhá. Thì vẫn theo quy trình em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó để cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết. Con này là lòng của nó là 95 ly. Mã lực của nó là 75-80 PS. Vòng tua của nó là 2.400-2.500. Anh em miền Tây này, anh em về mua về tưới tiêu này, rất là chuộng máy này nhá. Thì con máy số 4 này nó đẹp ở đâu em sẽ quay cho tất cả anh em cùng xem và cùng biết nhá. Đây, lốp của nó này, đen xì này, con nào con đấy đẹp, dây co dầu 7 màu hết này, nguyên zin hết, chưa có một tí rong keo nào. Máy chưa dỡ ra làm lại bao giờ nhá anh em nhá. Máy còn nguyên zin hết, chưa động chạm, chưa dỡ ra. Dây co dầu 7 màu này anh em xem này. Đây, tất cả còn nguyên zin này, lốp này đẹp rực rỡ luôn này anh em ơi. Lắp cabo rồi anh em ơi, lắp cabo đẹp này. Chưa có một tí rong keo nào luôn. Turbo nguyên zin nhá. Turbo nguyên zin này anh em ơi, turbo nguyên zin. Rồi. Cổ phát thứ còn mới tinh, hai bên giày lốc này nguyên bản nguyên zin hết. Đây. Anh em xem này. Mỗi một cái máy sẽ đi theo một cái két nước. Đấy là yêu cầu của anh Định ở trong Ngọc Hồi Kon Tum nhá. Mỗi con máy đi theo một cái két nước luôn. Máy quá đẹp và rực rỡ luôn. Bây giờ em hình thức bên ngoài của nó quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lổ để gửi video cho anh Định ở Ngọc Hồi Kon Tum nhá. Lổ đi em ơi. Con máy số 4 nhá. Số 4 này anh em ơi. Quá êm luôn. Xem nó có tạo nước không. Êm du luôn. Quá mới, quá đẹp. Quá đỉnh luôn. Quá ok luôn nhá. Tắt đi. Toàn máy gần như mới hết, lốc liếc đen xì. Máy này, dây co dầu bơm kim nguyên zin hết nha. Đẹp rực rỡ luôn. Quá đẹp. Vừa rồi, em lại vừa test lổ xong siêu phẩm L95 con máy số 4 trong đơn hàng 6 con máy cho anh Định ở Ngọc Hồi Kon Tum nhá. Nghe tiếng nổ mà đã cả cái tai luôn anh em ạ. Không có một tí khói, không có một tí đổ hơi là luôn. Máy trước khi cho ra lổ em đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi, trước khi gửi đi và lổ
để mang đi cho khách hàng. Vì nói thật là toàn những cái khách hàng người ta tin tưởng mình thôi, đặt hết lòng tin vào mình. Nếu mà làm không đến nơi đến chốn thì chắc chắn là lần sau sẽ không bao giờ có lần thứ hai, thứ ba nữa anh em ạ. Vì thế mà đối với em là chữ tín lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu nhá anh em nhá. Em sẽ đăng video lên kênh. Nếu mà anh em có xem được video ấy thì hãy cho em một lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tín đồ con máy này nhá. Xem nó có đẹp đúng như lời em nói hay không. Anh em nào đang có nhu cầu mua cái dòng máy này về để chạy xuồng ghe, hút cát, đào vàng hay là scalo hay tưới tiêu gì thì anh em liên hệ cho em sẽ tư vấn cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Rồi, quá đẹp và rực rỡ. Và đặc biệt nữa là máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều, anh em chưa cần phải thay cả một con máy ấy. Anh em cần mua đồ vặt gì thì liên hệ cho em, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn nhá. Và anh em nào cần tư vấn máy móc gì thì cứ liên hệ cho em, tư vấn miễn phí cho anh em. Quá đẹp. Bên cơ sở em có thể được cù cát tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to, máy nhỏ, máy to nhá. Tất cả đều là nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Định, cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em. Xin chân thành gửi lời cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở con máy số 5 nhá.